đường cửa lấp nối trục Nam Bắc, tổng giống đầu tư 37,425 tỷ đồng, khối lượng hoàn thành từ khi khởi công đến nay đạt 47,98% so với tổng mức đầu tư. Ngoài ra còn có một số tuyến đường trên đảo đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Về cấp điện, dự án cáp ngầm 110 kV Hà Tiên Phú Quốc, chiều dài 55,8 km, tổng mức đầu tư 2.336 tỷ đồng, hiện nay đã đưa vào sử dụng.